hai cả nhà. Hôm nay thì kế bên em lại là một con xe của nhà Yamaha nữa ha. Và đây là phiên bản mới nhất của nhà mình rồi. Yamaha Exciter 155 phân khúc. Kế bên em nè là màu sơn 3D. Đây là màu xám vàng đen nha anh chị. Xám xi măng lên cho mình một xíu điểm nhấn màu vàng nữa cho cái màu xe của mình được nổi lên á. Ở đây em có tem Yamaha nè. Thì con xe này á, cũng có lên một số phụ kiện như các xe khác luôn. Nói chung là cứ chống độ trước và sau để bảo vệ xe nè. Rồi ba ga, két nước. E155 á, hiện tại bên mình đang có hai phiên bản, là phiên bản chìa khóa và khóa thông minh nha. Và riêng phiên bản chìa khóa thì không có cái cổng sạc, anh chị lưu ý giúp em ha. Chỉ có phiên bản khóa thông minh là có thôi. Đối với dòng xe này á, mà mình mua trả góp thì anh chị trả trước từ khoảng 6 triệu đến 7 triệu giúp em. Và thủ tục chỉ cần căn cước công dân nè. Khi mà mình đến cửa hàng xem xe, anh chị, anh ơi từ từ đúng không anh? Con chó. Ê! Nó cứ nghĩ em giỡn với nó hay sao á. Để em bắt nó ra ngoài. Nó cứ chạy nhột quá, không làm ăn gì được hết. Cắt chim bây giờ. Cắt chim dùng bây giờ. Rồi, ở ngoài này đi nha. Kẹp lại cái đầu ở trong ấn mình bên ngoài. Dạ. Đúng rồi. Mà nó cứ chạy theo chân mình khó chịu quá à. Rồi, ok. Hai mọi người, cảm ơn cả nhà đã ghé qua xem video ha. Và hôm nay em lại lên cho mình thêm một mẫu xe màu sơn hot nè, của nhà Yamaha nha. Kế bên em là Exciter 155. Mọi người xem nè, ở đây em có màu xám xi măng, lên cho mình một xíu tem màu vàng và đen. Lưu ý giúp em ha, đối với màu sơn 3D thì cái tem này sẽ tuyệt vô xe luôn nè. Và màu sơn 3D thì bên em sẽ bảo hành cho mình đó là 1 năm. Các trường hợp bong chóc, nổ sơn, rỉ sơn, em sẽ sơn lại hoàn toàn miễn phí cho anh chị nha. Dòng Exciter 155 á, bên em thì hiện tại là đang có hai phiên bản nè. Mình có một cái phiên bản chìa khóa và thêm một phiên bản khóa thông minh. Riêng phiên bản khóa thông minh thì hiện tại là vẫn có sử dụng, có cổng sạc kế bên nha, như các dòng xe khác luôn. Còn riêng chìa khóa thì không có nha. Dòng mẫu xe này, con xe, riêng con xe này á, bên em vẫn lên cho mình một số phụ kiện đơn giản thôi, là chống độ trước, sau, bảo vệ két nước và ba ga. Đối với dòng xe này trả góp, anh chị trả trước giúp em từ trên 5 triệu nha. Và mình chỉ cần căn cước công dân nè. Trước khi đến cửa hàng thì alo cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình để được giảm 1.500.000 vào giá xe. Hiện tại bên em đang có các chương trình ưu đãi và cho khách hàng săn vô chờ phụ kiện được giảm 50% định vị chống trộm và các phụ kiện kèm theo nữa. Địa chỉ cửa hàng em ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mình ở xa thì liên hệ trước cho em hoặc là nhắn tin cho em qua Zalo để được hướng dẫn cái đường đi tới đây và các địa chỉ gần đây để anh chị đến nơi em gọi dịch vụ của mình ra đón anh chị vào đến cửa hàng nha. Cảm ơn mọi người ạ.